Vượt qua hành trình dài, đoàn Chư Tôn Đức Ban Từ Thiện Xã hội Trung ương Giáo hội và Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đã có mặt tại xã vùng núi nghèo Tu Cha, huyện Sơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Tới thăm gia đình bé Su Linh, người dân tộc Cờ Ho mới cảm nhận được những khó khăn, thiếu thốn mà những đứa trẻ này phải trải qua. Mồ côi cha mẹ từ bé, nay hai chị em sống cùng dì và hai em. Cuộc sống khó khăn khiến các em ít được sự quan tâm, chăm sóc của gia đình. Hôm nay, được nhận quà, những đứa trẻ này vừa cảm thấy lạ lẫm, nhưng cũng rất vui mừng. Hôm nay có các thầy tặng quà cho chị em con. Con cảm thấy rất vui, con sẽ hứa cố gắng học tập thật tốt, chăm ngoan, học giỏi. Cũng giống như gia đình bé Su Linh, ngày hôm nay, tại không gian văn hóa tâm linh Phật giáo Kim Cương Thừa Samten Hill, Đà Lạt, 1.000 hộ gia đình nghèo, bà con dân tộc Cờ Ho, dân tộc Chu Ru đã có mặt để đón nhận những món quà hỗ trợ từ Chư Tôn Đức Ban Từ Thiện Xã hội, Ban Hoằng Pháp Trung ương. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, gồm tiền mặt và sữa tươi, sẽ phần nào đó giúp cho mỗi hộ gia đình vơi bớt nhọc nhằn hơn. Cảm ơn những thầy nhà chùa, cảm ơn đã cho những phần quà như thế này cho những người nghèo của chúng tôi. Cô cảm ơn hết tất cả những người từ thiện. Bây giờ cô đau, rất là đau chân. Cô phải ráng đi để cô nhận quà. Cũng tại buổi trao quà từ thiện này, đoàn cũng trao 7 căn nhà tình thương và 3.500 cuốn sổ bảo hiểm y tế với tổng giá trị hơn 1,15 tỷ đồng cho đồng bào các dân tộc thiểu số trong huyện. Đây là những món quà thiết thực, ý nghĩa, thể hiện sự chung tay góp sức của những người con Phật trong việc đồng hành, lan tỏa yêu thương, giúp đỡ cộng đồng. Cái số lượng quà nó không lớn lắm, nhưng nó thể hiện cái tinh thần từ bi, tương thân bác ái của Phật giáo cũng như là cái sự ủng hộ giúp đỡ qua các nhà mạnh thường quân, giúp đỡ cho bà con khi lập nghiệp ở trên đơn vị này, cũng muốn giúp cho bà con có một cuộc sống an vui. Thì phải nói là được cái sự quan tâm của Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam qua cái doanh nghiệp Samten Hill đó, thì phải nói là đã hỗ trợ rất là lớn cho cái việc là giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, những hộ nghèo, và đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, không những về cái giúp đỡ về hiện vật mà còn giúp đỡ về cái việc làm, rồi là cái sinh kế cho bà con. Có thể nói rằng những hạnh lành ý nghĩa này giống như đóa hoa thơm dâng lên kính mừng Đức Phật nhân ngày đản sinh của Ngài, từ đó lan tỏa yêu thương, lòng từ bi đến với mọi người.